Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Kiến thức vui về cơ thể con người. Những con số 12 trong cơ thể bạn. Nếu để ý kỹ, bạn có thể nhận ra sự hiện diện trùng hợp, ngẫu nhiên của con số 12 trong nhiều sự vật xung quanh bạn. Hãy trả lời xem, một năm có mấy tháng, mặt đồng hồ có mấy chữ số, hộp bút vẽ có bao nhiêu màu, một tá cam có mấy trái, học phổ thông phải qua bao nhiêu lớp, chưa kể khoa chiêm tinh xác lập nên 12 cung hoàng đạo, tính tuổi tính lịch thì dùng 12 con giáp, kinh tương ước có ghi truyện 12 thánh tông đồ, xem sử việc thấy có truyện 12 sứ quân, vân vân. Bạn có biết không, một số cấu tạo trong cơ thể bạn cũng có dính líu đến con số 12, và bài viết này xin nêu vài trường hợp trong chừng mực có liên quan đến kiến thức y học. Còn chuyện 12 thần công lực xin dành cho các tác giả viết tiểu thuyết võ hiệp. 12 đôi dây thần kinh sọ. Não của bạn nằm trú ẩn rất kỹ trong hộp sọ, tứ bề bao bọc bởi xương, có vẻ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thế nhưng mọi việc xảy ra bên trong cơ thể hay bên ngoài môi trường, hầu như não đều biết cả. Hơn nữa, não dường như luôn muốn can dự vào mọi động thái, hành vi của cơ thể bạn. Não có được khả năng này một phần gián tiếp qua trung gian tủy sống, tức phần não nối dài đi trong ống tủy của cột sống, nhưng mặt khác cũng thông qua 12 đôi dây thần kinh từ não xuyên qua lớp xương nền sọ vươn ra ngoài như những chiếc vòi của con bạch tuộc, giúp não có thể nhận biết và can thiệp trực tiếp vào nhiều việc xảy ra trong cơ thể. Những dây thần kinh ấy bao gồm: dây 1, thần kinh khứu giác, dẫn truyền cảm giác về mùi từ mũi về não. Dây 2, thần kinh thị giác, dẫn truyền cảm giác hình ảnh màu sắc từ mắt về não. Dây 3, dây 4 và dây 6 là các dây thần kinh vận nhãn, cùng tham gia điều khiển các cơ vận động nhãn cầu, giúp tạo nên những cử động linh hoạt của đôi mắt. Dây 4 chi phối sự tiết nước mắt nên còn có tên là dây cảm động. Dây 5 chia làm 3 nhánh lớn nên có tên là dây tam thoa, nhận cảm giác ở mắt và da mặt, điều khiển động tác nhai và cắn. Dây 7, thần kinh mặt, điều khiển các cơ vùng mặt, nhận vị giác 2/3 trước của lưỡi, chi phối sự tiết nước bọt. Dây 8, thần kinh thính giác tiền đình, nhận cảm giác âm thanh từ tai và cảm giác về sự thăng bằng của cơ thể. Dây 9, thần kinh nhiệt hầu, nhận vị giác 1/3 sau của lưỡi, chi phối cơ họng và thanh quản, giúp thực hiện động tác nuốt và phát âm. Dây 10, thần kinh phế vị, là dây dài nhất trong đôi thần kinh sọ, chi phối một phần hoạt động của các nội tạng ở ngực và bụng. Chức năng của dây 10 rất bí hiểm, khiến phần trí não sáng suốt của bạn, tức ý thức, cũng không nhận biết được, nên còn có tên là dây mơ hồ. Dây 11, điều khiển một số cơ ở cổ và vai, giúp gập cổ, xoay cổ, nâng vai. Dây 12, thần kinh lưỡi, chi phối những cử động lắc léo của lưỡi. 12 cặp xương sườn. Không giống như bộ não được che kín bởi xương sọ, các cơ quan trong lồng ngực như tim, phổi và các mạch máu lớn được bao bọc trong một chiếc lồng làm nên từ các xương sườn, các đốt sống và xương ức. Mỗi bên ngực bạn có 12 chiếc xương sườn. 10 xương sườn đầu tiên có hình vòng cung, đầu sau gắn vào một đốt sống ngực, đầu trước gắn liền với xương ức, tạo thành lồng ngực. Lồng chim hạn chế sự tự do của con chim bị nhốt bên trong, nhưng lồng ngực thì lại tạo nên một sự che chở an toàn để cho tim, phổi hoạt động. Hơn nữa, chiếc lồng này cũng không bó chặt mà vẫn có thể co giãn theo từng nhịp thở của bạn. Hai xương sườn 11 và 12 ngắn hơn, có đầu sau gắn vào đốt sống, còn đầu trước tự do chẳng gắn vào đâu cả, nên chúng còn gọi là các xương sườn nổi. Chúng không góp mặt tạo nên lồng ngực, mà chủ yếu che chắn một phần mặt sau của hai quả thận.
Số xương sườn ở nam và nữ đều bằng nhau, còn chuyện lấy bớt một xương sườn của đàn ông để tạo ra phụ nữ chỉ là truyền thuyết. 12 chiếc xương dài. Các xương vùng sọ, mặt, xương sườn, xương ức và các đốt sống thuộc loại xương dẹt. Còn các xương chạy dọc theo tay và chân bạn thì thuộc loại xương dài. Cánh tay có xương cánh tay, cẳng tay có xương trụ và xương quay, đùi có xương đùi, cẳng chân thì có xương chày và xương mát. Vị chi trong cơ thể có cả thảy 12 xương dài ở hai tay và hai chân. Xương dài theo như tên gọi, có hình dáng thon dài, hai đầu phình ra. Bên trong các đầu xương là tủy xương, nơi tạo ra và cung cấp hồng cầu cho máu 13. Các xương dài là nơi bám của những cơ bắp, tạo nên một hệ cơ xương vận động ở tứ chi, giúp bạn hàng ngày làm được các động tác bưng bế, mang vác và đi đứng chạy nhảy. 12 đoạn của ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa là cơ quan hình ống dài nhất trong cơ thể, đã được giới thiệu trong bài Hành trình vào ống tiêu hóa. Bài này chỉ nêu lại thứ tự và tên gọi 12 đoạn của chiếc ống này. 1 là họng, 2 thực quản, 3 bao tử, 4 tá tràng, 5 hõm tràng, 6 hồi tràng, 7 manh tràng, 8 đại tràng lên, 9 đại tràng ngang, 10 đại tràng xuống, 11 đại tràng sigma và 12 trực tràng. Cũng xin lưu ý đến hai đoạn tá tràng và trực tràng. Tá tràng là nơi tiếp nối với bao tử, là đoạn đầu của ruột non. Thức ăn đến đây đã hoàn tất giai đoạn xay nghiền và được chuyển tiếp sang giai đoạn hấp thu. Trực tràng là đoạn cuối của ống tiêu hóa, sau khi các chất dinh dưỡng, nước và điện giải đã được hấp thu. Những gì đến đây chỉ còn là chất cặn bã. Trực tràng chỉ là trạm trung chuyển, trước khi những cặn bã này được thải ra ngoài. Điều trùng hợp lý thú ở đây là cả hai đoạn chuyển tiếp này của ống tiêu hóa đều có chiều dài liên quan đến số 12. Trực tràng dài 12 cm, tá tràng dài 12 chỉ. Chú thích: chỉ, đơn vị đo lường của Trung Quốc, tương đương một đốt ngón tay, tức khoảng 25 cm, vì vậy mới có tên gọi là tá tràng hay thập nhị chỉ tràng. 12 yếu tố đông máu. Quan sát một vết thương do dao cắt hoặc trầy xước ngoài da, lúc đầu thấy có máu chảy ra, nhưng sau đó máu dần dần ngưng chảy, miệng vết thương kín lại và để lâu xuất hiện lớp mài, vẫy, đóng lại bít kín vết thương. Cắt tiết một con vật để ra ngoài một lúc, máu cũng sẽ đông lại. Ta gọi đây là hiện tượng đông máu, một cơ chế tự nhiên giúp ngăn ngừa sự chảy máu từ các vết thương, giúp bảo vệ sự sinh tồn của cơ thể. Sở dĩ có hiện tượng này là nhờ sự hiện diện của 12 chất đặc biệt trong dòng máu, có tên gọi chung là các yếu tố đông máu, được đánh số từ 1 đến 12. Bình thường các yếu tố này không hoạt động để bảo đảm máu lưu thông trong lòng mạch, máu dưới dạng chất lỏng. Nhưng khi có một vết thương gây chảy máu, các yếu tố đông máu sẽ được kích hoạt theo một chuỗi dây chuyền. Yếu tố 12 được kích hoạt đầu tiên sẽ kéo theo sự kích hoạt các yếu tố khác, kết thúc bằng sự kích hoạt yếu tố 1 để tạo thành sợi tơ huyết fibrin. Những sợi tơ huyết sẽ kết thành mạng lưới, mắc dính các tế bào máu như hồng cầu, tiểu cầu lại với nhau, tạo nên cục máu đông, bịt kín vết thương. Khi máu bạn được lấy ra khỏi cơ thể, như trường hợp lấy máu để xét nghiệm hoặc khi hiến máu, nhân viên y tế phải cho vào một ít chất chống đông để máu vẫn còn dạng lỏng, không bị đông lại. Số 12 có ý nghĩa gì? Bài viết này không nhằm khoác lên con số 12 một ý nghĩa đặc biệt nào cả. Bởi như bạn đã biết, trong thực tế cũng có những năm âm lịch nhuận 13 tháng, những hộp bút vẽ không chỉ có 12 màu, và chẳng phải cơ quan bộ phận nào trong người bạn cũng đều liên quan đến con số 12. Những gì được nêu trong bài không ngoài mục đích đưa thêm thông tin và kiến thức cho bạn, trong đó số 12 cũng chỉ là một chi tiết như bao chi tiết khác.
Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.